Mitsubishi Outlander 2021 sắp trình làng với thiết kế nam tính hơn, cùng với kích thước lớn hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Mới đây, Mitsubishi vừa hé lộ video mới nhất về thế hệ thứ tư của một xe Outlander trên đường chạy thử. Hãy cùng chờ xe điểm qua một vài thay đổi mới trên Mitsubishi Outlander 2021. Trước khi bắt đầu, đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho chờ xe, bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới. Ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield tiếp tục duy trì trên mẫu xe SUV hạng C nhà Mitsubishi. Với phong cách này, Mitsubishi đã hướng đến việc đồng bộ thiết kế và khả năng nhận diện trên tất cả các dòng sản phẩm của hãng, từ các mẫu xe MPV như Expander đến SUV như Outlander. Các chi tiết đặc trưng như đèn pha đặt thấp, dải đèn định vị ban ngày ở phía trên cung với những chi tiết mạ chrome vòng trước phần đầu xe khiến Outlander 2021 vẫn tỏ ra nam tính mạnh mẽ như trên thế hệ cũ. Nếu quan sát kỹ về thiết kế ở phần đầu xe Outlander 2021 đã được tinh giản, lược bớt nhiều đường gân hơn. Điều này khiến cho Outlander có nét trung tính hơn thay vì quá thể thao như phiên bản hiện tại. Chi tiết mạ chrome vòng trước phần đầu xe được thay đổi nhẹ để gắn liền với cụm đèn pha phía trước. Trong video hé lộ mới nhất, Outlander thế hệ tiếp theo sẽ có phần trụ đê được cắt vát phần kính sơn đen thay vì liền mạch như trên thế hệ hiện tại. Hiện chưa có thông tin nào rò rỉ về thiết kế nội thất Outlander 2021, nhưng theo nhiều đánh giá, Outlander hiện tại vẫn đang có một không gian nội thất khá ổn so với các dòng xe trong cùng phân khúc. Về hệ dẫn động vẫn chưa có thông tin cụ thể và chính xác, tuy nhiên động cơ trên Outlander 2021 khả năng cao sẽ được bổ sung thêm phiên bản động cơ hybrid mới. Với tùy chọn động cơ hybrid mới này, Outlander 2021 khả năng cao sẽ cho mức tiết kiệm nhiên liệu vượt trội hơn. Phiên bản hiện tại của Outlander được phân phối tại thị trường Việt Nam đang sử dụng động cơ có dung tích 1.0 lít và 2.4 lít, hộp số vô cấp CVT cùng với tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Thế hệ mới nhất của Mitsubishi Outlander đang được mong chờ sẽ có tùy chọn dẫn động mới 4 bánh trên phiên bản cao cấp nhất. Các bạn đang mong chờ nâng cấp nào mới trên Mitsubishi Outlander 2021? Hãy chia sẻ ý kiến của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh chạy xe, bật chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.